phút lắng động lời Chúa. Thứ bảy tuần 18 thường niên, Thánh Lorenzo phó tế. Gioan chương 12 câu 24 tới câu 26. Lời Chúa: nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó sẽ sinh được nhiều hạt khác. Gioan chương 12 câu 24. Câu chuyện minh họa: ngày 30 tháng 4 năm 1938, một chiếc xe lửa chạy từ miền Bắc xuống miền Nam Colombia bất ngờ bị trật đường ray, làm nhiều người chết và bị thương. Trong số những người hoàng hoại nằm đó có cha Felice thuộc dòng Thánh Gioan. Ngài bị thương nặng, một phần ruột lòi ra ngoài. Nhận ra cha, các y tá đã ân cần chăm sóc, nhưng Ngài ra hiệu cứ đi lo cứu giúp các nạn nhân khác. Rồi lấy hết sức bình sinh, Ngài thắt ruột vào, dùng khăn buộc lại và đi tìm những người hành khách Công giáo đang bị thương nặng để giải tội cho họ. Được một lúc Ngài té xuống, các y tá chạy lại. Ngài thiều thào nói trong đau đớn: cảm ơn Chúa đã cho tôi có thời giờ làm những việc cần thiết cho anh em. Bây giờ các cô có thể mang xác tôi đi. Chiếc xe cứu thương gọi chở cha tới bệnh viện gần đó, nhưng chỉ vài giờ sau Ngài trút hơi thở cuối cùng khi tuổi đời mới 36. Suy niệm: tình yêu và cái chết của cha Felice là một trong muôn vàn tấm gương sáng chói của tình yêu cao cả mà Thiên Chúa đã đổ vào lòng con người. Cái chết chỉ là một nối dài, hay đúng hơn là một thể hiện của cái chết đã trở thành linh hồn của Kitô giáo. Đó là cái chết của Đức Kitô, Đấng đã tự nguyện chết thay cho nhân loại để nhờ đó nhân loại được cứu sống. Tại sao tôi phải chết đi để người ta được sống? Rành rằng chết để sinh nhiều bông hạt, nhưng có ích gì khi chính tôi bị tan rã? Vậy sức mạnh nào thúc đẩy chúng ta dám chết cho anh em? Động lực nào thúc giục chúng ta hiến thân cho đồng loại? Chính Đức Giêsu đã cho ta giải đáp: không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình.